Em nghe nói mụ vợ nhà anh rất đáng sợ. Bà ta khiến tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh đều sống không bằng chết. Đấy là lời đồn đại của mấy cô nhát gan. Thế em sợ? Em không sợ. Em mà sợ thì em có ngồi đây không? Rất tốt. Cô nên biết sợ là đúng đấy. Cô là ai? Bố. Một là bố đuổi cô ta đi. Hai là để con đuổi. Nhưng đồng nghĩa với việc cô ta sẽ bị đuổi khỏi trường, đuổi khỏi căn chung cư mà bố thuê cho cô ta. Và rất có thể sẽ không còn khuôn mặt lành lặn để đi ve vãn đàn ông của vợ đâu. Châu, con đừng làm cái chuyện như mẹ con. Đừng làm cái chuyện như thế này nữa. Bố, hôm nay con đến đây là để giúp bố đấy chứ. Còn nếu để mẹ con ra tay ý, thì hậu quả sẽ đáng tiếc hơn nhiều. Vẫn còn ngồi đấy à? Anh nói gì đi? Đồ hèn. Sao rồi? Tôi vừa thấy cô. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến. Rốt cuộc đàn ông là như vậy à? Không bao giờ biết như thế nào là đủ và không ngừng phản bội. Không phải ai cũng như thế đâu. Nếu như em đồng ý ở bên tôi sẽ không làm như vậy. Mà không biết đâu đấy, rồi một lúc nào đấy anh sẽ phải khiến em cảm thấy thất vọng vì anh. Ông có nghĩ việc ông chia tay với Châu thời điểm này là hơi vội không? Nó có ảnh hưởng gì đến tiến độ thanh toán không? Cho dù không đóng tiền đợt tiếp thì số tiền đổ vào nhà máy đấy cũng nhiều lắm. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy ông hơi cảm tính ấy. Đáng lẽ ông phải đợi mọi việc chắc chắn, lúc đó hãng hất ra. Nếu để mà nói tôi yêu Châu đến mức độ chết đi sống lại, hay là yêu đến mất cả lý trí thì không hẳn. Nhưng vì hai người cũng đã ở bên nhau khá lâu rồi, cho nên chuyện tình cảm là đương nhiên. Châu là một người mà tôi tôn trọng. Những người phụ nữ mà khiến mình tôn trọng thì lại không nhiều. Khi nghĩ đến Cao Diệp bung bét rồi mình còn đạp Châu thêm một cái nữa thì thà rằng là chấm dứt sớm một hơn. Nghe vẻ hơi xến, nhưng rõ ràng có thấy sự day dứt và sao động. Lúc mà chấm dứt ấy, cũng cảm thấy chọt chọt thật. Nhưng nghĩ đến sâu xa của sự việc và nghĩ đến con đường ở phía trước thì tôi lại thấy mình không thể dừng lại được. Cho nên ông cứ yên tâm, chắc chắn là không có chuyện chạch hướng.